Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 33, trang 83, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 33, dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD bằng 3cm, đường chéo AC bằng 4cm, góc D ở đây là bằng 80 độ. Thì đầu tiên ở đây là cô sẽ cùng với các em đi phân tích. Phân tích. Thì hôm nay ở đây, các em có thể nhận thấy được đó là chúng ta sẽ giả sử dựng được hình thang ABCD thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Ở đây, đó là giả sử dựng được hình thang ABCD. Rồi. Ở đây thì ta sẽ dựng được đoạn thẳng CD, đúng không các em? Điểm A ở đây thì sẽ phải thỏa mãn hai điều kiện. Vậy đầu tiên ở đây là ta dựng được đoạn thẳng CD. Ở đây là bằng 3cm. Tiếp theo, đó là điểm A. Ở đây thì sẽ phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đó chính là tia DA tạo với DC một góc bằng 80 độ. Ở đây là tia DA sẽ phải tạo với DC một góc bằng 80 độ. Thứ hai, đó là chúng ta có CA bằng 4cm lên A thì sẽ thuộc vào cung tròn ở đây là tâm C bán kính 4cm. Và lúc này ABCD là hình thang. Ở đây là hình thang cân, đúng không em? Ở đây ABCD là hình thang trước đã. Thì nó sẽ phải thỏa mãn yêu cầu ở đây, chính là AB phải song song với CD. ABCD là hình thang cân. Thì lúc này hai góc ở đáy là phải bằng nhau và bằng 80 độ. Nên ở đây chúng ta có góc BCD sẽ bằng với góc D và bằng 80 độ. Vì vậy điểm B phải thỏa mãn hai điều kiện như sau. Ở đây điểm B thì sẽ phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất ở đây đó là B sẽ phải nằm trên đường thẳng đi qua A và song song với CD. B sẽ nằm trên đường thẳng đi qua A. Đi qua A và song song với CD. Thứ hai, đó chính là tia CB thì sẽ tạo với, ở đây là tia CB tạo với CD một góc là bằng 80 độ. Đúng không em? Và bây giờ sau khi phân tích xong thì chúng ta đi đến phần B, ở đây là về cách dựng. Về cách dựng thì đầu tiên là cô đi dựng góc XDI bằng 80 độ. Ở đây cô sẽ dựng góc XDI bằng 80 độ. Trên tia DX thì cô lấy điểm C sao cho CD là bằng 3cm. Ở đây trên DX thì cô lấy điểm D. Trên DX cô lấy điểm C. Vậy cô nói nhầm. Sao cho CD ở đây là bằng 3cm.
Tiếp theo là cô đi dựng cung tròn. Ở đây là cung tròn tâm C, bán kính là 4 cm. Và ông này thì cắt DI ở tại A. Cung tròn của chúng ta cắt DI tại A. Cô dựng AT, cô dựng tia AT song song với tia DX. Ở đây cô dựng tia AT là song song với tia DX. Và ông này, trên cùng nửa mặt phẳng, cô viết tắt chữ mặt phẳng nhé, có bờ DC chứa điểm A, thì chúng ta dựng tia CB. Ở đây chúng ta dựng tia CB sao cho tia CB tạo với CD. Ở đây là một góc bằng 80 độ. Và lúc này thì nó sẽ cắt tia AT tại B. Và khi đó thì hình thang ABCD sẽ là hình thang cần dựng. Ở đây chúng ta có hình thang ABCD là hình thang cần dựng. Rồi, vậy bây giờ thì cô sẽ cùng với các em tiến hành dựng hình như sau. Ở đây đầu tiên thì cô sẽ đi dựng góc XDI là bằng 80 độ, đúng không em? Ở đây thì đầu tiên là cô sẽ dựng tia DX. Ở đây cô dựng đây là tia DX. Và bây giờ cô sử dụng thước đo độ để tạo góc XDI là bằng 80 độ. Đây, rồi, bây giờ nối lại thì cô sẽ được ở đây chính là góc XDI, ở đây là bằng 80 độ. Tiếp theo, trên tia DX lấy một điểm C sao cho CD bằng 3 cm. Tức là ở đây chúng ta sẽ tiến hành lấy một điểm C sao cho CD bằng 3 cm. Đây chính là vị trí của C. Dựng cung tròn tâm C, bán kính là 4 cm. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành đo bán kính là bằng 4 cm. Đây chính là bán kính bằng 4 cm. Và bây giờ chúng ta tiến hành quay cung tròn tâm C, bán kính bằng 4 cm. Và ông này sẽ cắt DI tại một điểm, và điểm đó chính là điểm A. Ở đây chính là vị trí của điểm A. Bây giờ cô dựng tia AT là song song với DX. Đây, cô dựng tia AT. Tiếp theo, trên cùng một nửa mặt phẳng BDC có chứa điểm A, dựng tia CB sao cho CB tạo với CD một góc bằng 80 độ. Tức là ở đây cô sẽ tiến hành đo góc C ở đây sẽ phải bằng 80 độ, đúng không em? Đây chính là vị trí đấy. Và bây giờ thì cô sẽ dựng tia CB ở đây sao cho góc BCD là bằng 80 độ. Đây, nối lại với nhau. Thì lúc này điểm B của chúng ta chính là nằm ở trên tia AT. Rồi, vậy lúc này thì các em đã được hình thang ABCD ở đây của chúng ta là hình thang cân, có hai góc ở đáy là bằng 80 độ, có đáy CD ở đây là bằng 3 cm. Do AC thuộc vào cung tròn có bán kính là bằng
4cm. Lên ở đây, AC của chúng ta sẽ có độ dài ở đây chính là bằng 4cm. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đi đến bước thứ 3, ở đây là chứng minh. Về chứng minh thì ở đây theo cách dựng thì chúng ta có được đó là AB song song với CD. Ở đây là theo cách dựng thì chúng ta có AB song song với CD, có AC ở đây là bằng 4cm, có DC ở đây là bằng 3cm, có góc BCD bằng với góc D và bằng 80 độ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD ở đây là hình thang cân. Ở đây tứ giác ABCD là hình thang cân. Rồi, đến bước thứ 4 ở đây chính là bước biện luận. Thì ở đây ta luôn dựng được một hình thang cân thỏa mãn điều kiện của đề bài. Ở đây ta luôn dựng được hình thang thỏa mãn điều kiện đề bài. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 33, trang 83, sách giáo khoa toán 8 tập 1.